Còn liên quan đến thông tin nhiều núi đá của Vịnh Hạ Long bị doanh nghiệp đổ đất quây kín thành hòn non bộ tại một dự bất động sản ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thì cũng đang gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Và theo tìm hiểu của phóng viên, với 1.192 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hạn Đỗ Gia Capital đã loại được 8 nhà đầu tư khác và chung đấu giá quyền sử dụng đất 31,8 ha đất tại khu 10B, phường Quang Hành, thành phố Cẩm Phả. Theo tìm hiểu, công ty trách nhiệm hạn Đỗ Gia Capital được thành lập vào tháng 11 năm 2021 với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Trong đó thì ông Trần Hoài Thanh góp 55% và ông Lê Minh Chiến góp 45%, trụ sở chính đặt tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tới thời điểm diễn ra phiên đấu giá là ngày 28 tháng 12 năm 2021, doanh nghiệp này mới thành lập khoảng 40 ngày. Đến năm 2022, đấu giá Capital nâng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Lúc này tỷ lệ sở hữu của ông Lê Minh Chiến và ông Trần Hoài Thanh cũng đã đảo chiều. Trong đó thì ông Chiến nắm giữ 99,99% ,99 vốn điều lệ số ít còn lại thuộc về ông Thanh. Năm sinh năm 1984, ông Trần Hoài Thanh hiện là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Đỗ Gia Capital. Thưa quý vị, trước đó tại quyết định 4720 ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hành, thành phố Cẩm Phả, xây dựng 451 căn biệt thự và nhà ở liền kề và nhiều công trình phụ trợ khác. Vâng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả và các ban ngành có liên quan vào cuộc làm rõ các vấn đề trong dự án này.